Chào các anh chị, nay tôi trình bày một cái lời giải đề thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 môn đại số tuyến tính. Đề thi các anh chị thấy có 4 bài, 4 câu. Đây là thứ 6 ngày 2 tháng 7 năm 21. Giải đề đại số tuyến tính. Câu 1. Giải và biện luận hệ phương trình sau theo tham số thực M bằng quy tắc Kramer. Viết lại hệ đề bài cho ha. 2x cộng với 2y cộng z bằng 0. 2 trừ M nhân y cộng 2z trừ x bằng 1. M cộng 3 nhân với Z cộng 3MX cộng 2Y bằng 2. Chúng ta sắp xếp lại cái hệ này theo một cái thứ tự cụ thể. Ví dụ X, Y, Z đi. 2X cộng 2Y cộng với Z bằng 0 trừ x cộng với 2 trừ m y cộng 2 z bằng 1. 3 m x cộng 2 y cộng với m cộng 3 z bằng 2. Đặt hệ đó là hệ 1. Để giải về biện luận bằng quy tắc Kramer thì chúng ta biết rằng là chúng ta đi tính bốn cái định thức: delta bằng định thức của ma trận hệ số của hệ hệ số x, y, z của phương trình 1 lần lượt là 2, 2, 1. Hệ số x, y, z ở phương trình thứ nhì trừ 1, 2 trừ m. Hệ số x, y, z ở phương trình thứ 3 3m 2 m cộng 3. Trừ x cộng 2 trừ m y 3x 3mx 2y là 2m cộng 3z. Giờ mình tính định thức này các anh chị. Có nhiều cách tính ha. Giờ ví dụ có thể làm xuất hiện số 0, hoặc là bây giờ mình tính trực tiếp bằng quy tắc Sarut luôn ha. 2 nhân với 2 trừ m thừa số m cộng 3 cộng 2 nhân 2 nhân 3 m là cộng 12 m, rồi cộng với trừ 1 nhân 2 nhân 1 là trừ 2, trừ đi 3m nhân với 2 trừ m nhân 1, trừ đi 2 nhân 2 nhân 2 là trừ 8,
trừ đi 2 nhân trừ 1 nhân 3 cộng 3 là cộng 2 nhân 3 cộng 3. Nhóm viết đáp số đi ha. Trừ m nhân m là trừ m bình phương, nhân với 2 là trừ 2m bình phương, cộng 3m bình phương là m bình phương. 2m trừ 3m là trừ m, nhân 2 là trừ 2m, cộng 12m là 10m, trừ 6 là 4m, thứ 2 là 6m. Hệ số tự do 2 nhân 3 là 6, nhân 2 là 12, trừ 2 là 10. 10 trừ 8 bằng 2, 2 cộng 6 bằng 8. M bình cộng 6 M cộng 8 dễ thấy là M cộng 4 nhân M cộng 2. Delta. Delta 1. Delta 1 là delta của biến x đó. Thay cột thứ nhất bởi cột hệ số tự do 0, 1, 2. Delta 1 nhận được từ delta bằng cách thay cột thứ nhất cột hệ số của x bởi cột hệ số tự do. Hai cột sau các anh chị viết lại. 2 2 trừ m 2 1 2m cộng 3. Tính trực tiếp luôn bằng quy tắc Sarut luôn. 0 nhân với 2 trừ m nhân m cộng 3 là 0, cộng 2 nhân 2 nhân 2 là 8, cộng với 1 nhân 2 nhân 1 là cộng 2. Trừ đi tích 3 phần tử đường chéo phụ là trừ 2 nhân với m trừ 2 trừ m. Trừ đi 2 nhân 2 nhân 0 là 0. Trừ đi 1 nhân 2 nhân với m cộng 3. Hai m trừ 2m là hết. 8 cộng 2 là 10. 10 trừ 4 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0 luôn. Delta 1. Delta 2. Delta 2 nhận được từ delta bằng cách thay cột thứ hai bởi cột hệ số tự do. Cột thứ nhất của delta viết lại là 2 trừ 1 3m viết lại. Cột thứ hai là cột hệ số tự do của hệ đó 0 1 2. Cột thứ ba của delta viết lại 1 2 m cộng 3. Tính bằng quy tắc Sarut luôn. 2 nhân 1 nhân m cộng 3 là 2 nhân với m cộng 3. Cộng 0 nhân 2 nhân 3m là 0. Cộng với trừ 1 nhân 2 nhân 1 là trừ 2. Trừ đi tích 3 phần tử đường chéo phụ 3m nhân 1 nhân 1 là trừ 3m. Trừ đi 2 nhân 2 nhân 2 là trừ 8. Và trừ đi 0 nhân trừ 1 nhân m cộng 3 là 0. Vậy các anh chị được 2m trừ 3m là trừ m. Rồi 6 trừ 2 là 4, 4 trừ 8 là trừ 4, tức là trừ của m cộng 4. Delta 3. Delta 3 nhận được từ delta bằng cách thay cột thứ ba của delta bởi cột hệ số tự do. Hai cột đầu các anh chị viết lại ha. 2 trừ 1 3m. 2 2 trừ m. 2. Cột thứ ba là cột hệ số tự do 0 1 2. Tích 3 phần tử trên đường chéo chính là 4 nhân với 2 trừ m. Cộng 2 nhân 1 nhân 3m là cộng 6m. Cộng trừ 1 nhân 2 nhân 0 là 0. Trừ đi tích 3 phần tử trên đường chéo phụ là 0. Trừ đi 2 nhân 1 nhân 2 là trừ 4. Trừ đi 2 nhân trừ 1 nhân 2 là cộng 4. Như vậy các anh chị được 6m trừ 4m là 2m. Rồi 4 nhân 2 là 8. 2 thừa số m cộng 4.
Rồi, như vậy đó là các cái delta mình đã tính xong. Tính xong xong rồi thì bây giờ chúng ta biện luận theo dựa vào định lý Kramer ha. Trường hợp 1. Delta bằng m cộng 4 nhân m cộng 2. Hay không? Tương đương với m khác trừ 4 và m khác trừ 2. Lúc này chúng ta biết rằng là hệ có một nghiệm duy nhất. Hệ có một nghiệm duy nhất. X bằng delta 1 chia delta. Delta 1 chia delta. Delta 1 chú ý là bằng 0 ha. Y bằng delta 2 chia delta. Delta 2 các anh chị chú ý là trừ của m cộng 4 mà chia delta chia m cộng 4 nhân m cộng 2 thì còn trừ 1 chia m cộng 2. Z bằng delta 3 chia delta. Delta 3 là 2 nhân m cộng 4 mà chia cho m cộng 4 nhân m cộng 2, như vậy các anh chị được 2 chia cho m cộng 2. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai. Giờ có hai giá trị đặc biệt là m bằng trừ 4 với m bằng trừ 2. Xét trường hợp nào trước cũng được. Nên m bằng trừ 2 trước đi. Bây giờ ví dụ mình thế vô delta 3 đi. Delta 3 các anh chị thấy rằng là 2 nhân với m cộng 4. 2 nhân với trừ 2 cộng 4. 4 trừ 2 là 2 nhân 2 là bằng 4. Khác không? M bằng trừ 2 thì delta bằng 0, nhưng mà delta 3 khác không? Cho nên theo định lý Kramer thì chúng ta thấy rằng là chúng ta kết luận là hệ vô nghiệm. Hệ vô nghiệm. Trường thứ 3. M bằng trừ 4. M bằng trừ 4 thì chúng ta dễ thấy là delta cũng như delta 1, delta 2, delta 3 đều bằng 0. Bây giờ chúng ta phải lúc này thì hệ có thể xảy ra một trong hai trường hợp, đó là vô nghiệm hoặc là vô số nghiệm. Muốn biết như thế nào thì chúng ta phải thay m bằng trừ 4 vô hệ ha. Hệ trở thành hệ 1 á. Thay m bằng trừ 4 vô. Phương trình 1 đã cho là đây. M bằng trừ 4 thì thế vào 1 tương đương với 2x cộng 2y cộng z bằng 0 trừ x. Nhớ là m bằng trừ 4 nha. 2 trừ m là 2 cộng 4 là 6y cộng 2z bằng 1. Rồi 3MX là 3 nhân trừ 4 là trừ 12X. Rồi cộng 2Y. Rồi trừ 4 cộng 3 là trừ 1. Trừ Z bằng 2. Rồi. Giờ các anh chị giải hệ này ha. Giờ chúng ta viết ma trận hệ số mở rộng. Ta giải bằng phương pháp Gauss.
hệ số của x là 2, hệ số của y là 2, hệ số của z là 1, hệ số tự do là 0, trừ 1, 6, 2, 1, hệ số x là trừ 12, rồi 2, trừ 1, 2. Giờ ví dụ mình đưa mặt trăng này về bậc thang ha, bằng cách biến đổi hai cái phần thử này, biến đổi cột thứ nhất trước đưa về các số 0 nè. Chúng ta lấy dòng 1 làm mốc đi. Các anh chị thấy là lấy hai dòng 2 trừ 1 là nhân với 2 rồi cộng với 2 thì sẽ trở thành số 0 phải không? 2 dòng 2 cộng dòng 1 thì dòng 3 cộng với 6 dòng 1. Có nhiều cách biến đổi ha, các chị chú ý rằng đây chỉ là một lời giải thôi nha. 2 dòng 2 cộng dòng 1 tức là thay dòng 2 bởi đó, 2 dòng 2 cộng dòng 1 chúng ta được 0. 2 dòng 2 cộng dòng 1, 2 6 12 cộng 2 là 14. 2 x 2 là 4 cộng 1 bằng 5. 2 x 1 là 2 cộng với 0 là 2. Dòng 3 cộng 6 dòng 1 trừ 12 cộng 12 là 0. Dòng 3 cộng 6 dòng 1, 6 lần 22 với 2 là 14. Rồi dòng 3 cộng 6 dòng 1 trừ 1 cộng 6 là bằng 5. Dòng 3 cộng 6 dòng 1 là 2 cộng 6 nhân 0. Và phép biến đổi tiếp theo, chúng ta lấy biến đổi cột thứ 2 ha, trừ 2 phần tử đầu khác 0 nè, ta biến đổi vị trí này trở thành số 0. Ta dựa vào cái dòng thứ 2 nè, chúng ta thấy dòng 2 chỗ này là 14, đây là 14 nè. Lấy dòng 3 trừ dòng 2. Hai dòng đầu viết lại. Không. 14. 52. Dòng 3 trừ dòng 2 dễ thấy gồm toàn số 0. Và đến đây thì các anh chị thấy rằng rõ ràng chúng ta đã thu được mặt trăng bậc thang rồi. Đó nè. Và chúng ta có nhận xét là hạng của AB bằng hạng của mặt trăng A. Phần 2, bé hơn 3 là số ẩn số. Cho nên là hệ 2, đặt tên chỗ này là 2. Có vô số nghiệp. Nhưng mà tới đó là chưa xong nha. Cụ thể 2 tương đương với, chúng ta làm động tác là khôi phục lại hệ và giải nữa. 2, 2, 1, 0 nghĩa là 2x cộng với 2y cộng z bằng 0. 0, 14, 5, 2 nghĩa là 14y cộng 5z bằng 2. Còn 0 nhân x bằng 0 chúng ta khỏi khôi phục ha. Khỏi viết. Rồi. Rồi tiếp theo chúng ta làm động tác là giải hệ này từ dưới lên. À ha. Thì có nhiều cách viết, ví dụ cho z bằng t, y là 2 trừ 5t tất cả chia 14. Rồi x chúng ta nháp ra ngoài để chúng ta ghi đáp số cho. X thì bằng trừ 2y trừ z. Trừ 2y là trừ 2 nhân với 2 trừ 5t chia cho 14. Trừ z là trừ t. Như vậy được 5t trừ 2 chia cho 7 trừ t. 5t trừ 7t là trừ 2t, trừ 2 tất cả chia 7. Như vậy các anh chị thấy là 2x bằng cái số này. Như vậy là x sẽ bằng trừ t trừ 1 chia cho 7 ha.
trừ t trừ 1 tất cả chia 7. T thuộc n. Lưu ý rằng là đây là một cách viết nghiệm anh chị ha. Trang số 3. Bây giờ các anh chị kết luận là kết luận cách thứ nhất là m khác trừ 4 và m khác trừ 2. X bằng 0 y đâu đây, x bằng 0 y bằng trừ 1 chia m cộng 2, z bằng 2 chia m cộng 2, m bằng trừ 2 vô nghiệm, m bằng trừ 4, x bằng trừ t trừ 1 chia cho 7, y bằng 2 trừ 5 t tất cả chia 14, z bằng t với t thuộc r. Như vậy thì các anh chị xong bài số 1 ha. Và câu số 2. Này 2 điểm. Dạ ha. Trong không gian vector R4, xét không gian con. V chúng ta viết lại gồm những vectơ x, x trừ 2y trừ z cộng 4t rồi 2x trừ 5y trừ 4z cộng 9t, 3x trừ 4y cộng z cộng 10t rồi trừ 2x cộng 8y cộng 10z rồi trừ 12t với x, y, z, t thuộc R. Kiểm lại số liệu cho nó đúng.
x trừ 2y trừ z cộng 4t nè. Thành phần thứ nhì là 2x trừ 5y trừ 4z cộng 9t nè. Thành phần thứ ba là 3x trừ 4y cộng z cộng 10t. Thành phần thứ tư là trừ 2x cộng 8y cộng 10z trừ 12t. Câu A. Tìm tập hợp S hữu hạn chứa trong R4 sao cho S sinh ra V. Và tìm một cơ sở A cho không gian V. Tìm S tập con R4 sao cho S là tập sinh của V. Giờ vector tơ x nằm trong V thì các anh chị thấy là x bằng x trừ 2y trừ z cộng 4t, 2x trừ 5y trừ 4z cộng 9t, 3x trừ 4y cộng z cộng 10t trừ 2x cộng 8y cộng 10z trừ 12t. Tương đương với x bằng giờ các anh chị tách vector này ra ha. Tách vector này là 4 vector chỉ có chữ x, x 2x 3x trừ 2x rồi theo y trừ 2y trừ 5y trừ 4y cộng 8y vân vân ha. Rồi lấy các cái biến đó thừa số chung luôn. Rồi x 1 2 3 trừ 2 cộng y trừ 2 trừ 5 trừ 4 8 cộng với z nhân với trừ 1 trừ 4 1 10 và cộng t nhân với 4 9 10 trừ 12. Và như vậy là bằng x nhân với u1 cộng y nhân với u2 cộng với z nhân với u3 cộng với t nhân u4 đây với u1 là vector 1 2 3 trừ 2, u2 trừ 2 trừ 5 trừ 4 8, u3 trừ 1 trừ 4 1 10, u4 4 9 10 trừ 12. Vậy chọn tập S bằng tập hợp 4 vector vừa rồi u1 u2 u3 u4. Thì chúng ta thấy rằng là mọi vector x trong tập V thì suy ra vector x này đều có dạng là
XU1 cộng YU2 cộng ZU3 cộng TU4. Nên tập tất cả các tổ hợp tuyến tính của các vector của tập S chính là V, hoặc là nói cách khác là S là một tập sinh của V. Ý thứ nhất, tìm một cơ sở A cho không gian V. Rồi, bây giờ chúng ta lập cái, để tìm một cơ sở cho không gian V thì chúng ta lập cái ma trận. Ta có ma trận dòng thứ nhất là tọa độ các vector U1 1, 2, tọa độ vector U1 3, trừ 2, U2 để thành dòng 2, trừ 2, trừ 5, trừ 4, 8, U3 để thành dòng 3, trừ 1, trừ 4, 1, 10, U4 để thành dòng thứ 4, 4, 9, 10, trừ 12. Rồi bây giờ các anh chị đưa ma trận này về ma trận bậc thang, lấy dòng 1 làm mốc ha. Ta biến đổi 3 phần tử này trở thành số 0. Dòng 2 cộng 2 dòng 1. Dòng 3 cộng dòng 1. Dòng 4 trừ 3, trừ đi 4 dòng 1. 1 2 3 trừ 2. Hơi méo. Dòng 2 cộng 2 dòng 1 anh chị thấy là 0. Trừ 5 cộng với 4, trừ 1. Trừ 4 cộng 6 là 2. 8 cộng với trừ 4 là 4. Dòng 3 cộng dòng 1, 0. Trừ 2, 4, 8. Dòng 3 trừ 4 dòng 1, 0. 9 trừ 8 là 1. 10 trừ 12 là trừ 2. Trừ 12 cộng 8 là trừ 4. Biến đổi cầu thứ hai, chúng ta trừ 2 phần tử đầu, rồi biến đổi 2 vị trí này trở thành số 0 bằng cách là lấy dòng thứ hai làm móc ha. Hai dòng đầu viết lại 1, 2, 3, trừ 2, 0, trừ 1, 2, 4. Dòng 3 trừ 2 dòng 2, rồi dòng 4 cộng dòng 2. Dòng 3 trừ 2 dòng 2 dễ thấy là gồm toàn số 0. Dòng 4 cộng dòng 2 cũng dễ thấy gồm toàn số 0. Như vậy các anh chị thu được ma trận bậc thang. Và như vậy chúng ta chọn hai vector này làm một cơ sở cho không gian V luôn. Rồi. Vậy. Chọn một cơ sở A cho không gian V. Tìm một cơ sở A cho không gian V. Vậy. Một cơ sở của không gian V tập A, vector V1 là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, trừ 2, V2 0, trừ 1,
24. Rồi, đó là bài 2A. Bài 2B. Cho vectơ alpha bằng 3 5 P Q R4. Tìm hai số PQ sao cho alpha thuộc về. Đây, chúng ta để ý nè, chúng ta vừa có một cơ sở của không gian V rồi à nè, thì alpha vectơ alpha mà thuộc không gian vectơ V thì khi và chỉ khi tồn tại hai số thực alpha 1 alpha 2 thuộc R sao cho vectơ alpha bằng alpha 1 nhân V 1 cộng alpha 2 nhân V 2. V1 V2 là hai vectơ trong cơ sở A. Rồi. Giờ chúng ta có alpha bằng alpha 1 V1 cộng alpha 2 V2 tương đương với 3 5 P Q bằng alpha 1 nhân với 1 2 3 trừ 2 cộng alpha 2 nhân với 0 trừ 1 2 4. Tự nhiên có một nhọn chi có. Alpha 1 nhân 1 cộng alpha 2 nhân 0 là alpha 1 trừ 2 alpha 1 trừ alpha 2 3 alpha 1 cộng 2 alpha 2 trừ 2 alpha 1 cộng 4 alpha 2 và hai vectơ bằng nhau thì dẫn đến hệ alpha 1 bằng 3 2 alpha 1 trừ alpha 2 bằng 5 rồi 3 alpha 1 cộng 2 alpha 2 bằng phê trừ 2 alpha 1 cộng 4 alpha 2 bằng quy. Như vậy các anh chị có alpha 1 bằng 3, 6 trừ alpha 2 bằng 5, như vậy alpha 2 bằng 1. Và như vậy là 3 nhân 3 bằng 9 cộng với 2 là 11, 11 bằng 3. Rồi trừ 2 nhân 3 là trừ 6, trừ 6 cộng 4 là trừ 2 bằng Q. Vậy, kết luận. Alpha, vectơ alpha thuộc V khi và chỉ khi V bằng 11, Q bằng trừ 2. Đây, vậy đó là bài số 2 kết thúc. Câu số 3, 2 điểm. Dạ.
R3 có cơ sở chính tắc B và cơ sở C. Câu A là tìm ma trận đổi cơ sở B sang C và C sang B. Vậy thì không gian R3 có cơ sở chính tắc ký hiệu là B, gồm các vector chúng ta biết rằng là E1 100, E2 010, rồi E3 bằng 001, rồi cơ sở C X1 là 101, X2 3-35, X3 là -32-4, kiểm lại 101 3-35 -32-4. Câu A, ý thứ nhất là ma trận P là ma trận đổi cơ sở từ B sang C. Ta để ý là ma trận đổi cơ sở từ B sang C là ma trận gồm có 3 cột. Cột thứ nhất là tọa độ của vector, tọa độ các vector trong cơ sở C, tọa độ của nó đối với cơ sở B, tức là tọa độ vector X1 đối với B, tọa độ của vector X2 trong cơ sở chính tắc B, rồi tọa độ của vector X3 trong cơ sở chính tắc B. Nhưng mà các anh chị để ý rằng là muốn tìm tọa độ của một vector đối với cơ sở chính tắc, chúng ta chỉ việc dựng cái vector đó lên thành cột thôi, phải không? Như vậy là 101 rồi 3-35 rồi -3 2-4. Đây, đó chính là ma trận P. Rồi, bây giờ ma trận Q. Ma trận đổi cơ sở từ C sang B. Ma trận đổi cơ sở từ C sang B thì chúng ta biết rằng là bằng nghịch đảo của ma trận đổi cơ sở từ B sang C, tức là nghịch đảo của ma trận P. Như vậy bây giờ chúng ta đi tìm ma trận nghịch đảo của ma trận P. Chúng ta dùng cái phương pháp nào cũng được. Dùng phương pháp định thức đi. Định thức của P bằng 13-3 0-32 15-4 1 nhân trừ 3 nhân trừ 4 là 12, cộng 3 nhân 2 nhân 1 là cộng 6,
cộng 0, trừ đi 9, trừ đi 10, trừ đi 0. Như vậy là 18 trừ 19 là trừ 1. Và bây giờ chúng ta tìm các phân bổ đại số C11 bằng trừ 1 bình phương nhân với định thức của từ mặt trận P, các anh chị bỏ dùng 1, bỏ cột 1 đi. Còn trừ 3, 2, 5, trừ 4. Trừ 3, 2, 5, trừ 4. Trừ 12, trừ 3 nhân trừ 4 là 12, trừ 10 là còn 2. 2 nhân trừ 1 bình là nhân với 1 nè, vẫn là 2. Rồi, chúng ta để ý là CEG, CEG tổng quát á, bằng trừ 1 lũy thừa y cộng g ha, rồi nhân với định thức của mặt trận MEG. Ở đây mặt trận MEG là mặt trận nhận được từ cái mặt trận P bằng cách bỏ dòng y và bỏ cục g. Bỏ cục g được mặt trận MEG. Cho nên chúng ta để ý tổng hai cái chỉ số mà chẵn thì mình để dấu cộng, tổng hai chỉ số lẻ để dấu trừ cho nó nhanh cũng được. Rồi C12 trừ ha. Bỏ dùng 1 bỏ cột 2 đi. Bỏ dùng 1 bỏ cột 2 như vậy còn 0 2 1 trừ 4. 0 2 1 trừ 4. 0 trừ đi 2 là trừ 2, có dấu trừ nữa là 2. C13 định thức. Bỏ dùng 1 bỏ cột 3 đi, 0 trừ 3 1 5. 0 trừ 3 1 5. Vậy là 0 trừ đi trừ 3 là 3. C21 bằng trừ định thức của. Bỏ dùng 2 bỏ cột 1. 3 trừ 3 5 trừ 4. 3 trừ 3 5 trừ 4. Trừ 12 cộng 15. Trừ 12 cộng 15 là 3, có dấu trừ là trừ 3. Cách này đôi khi nó dài chút nhưng mà nó đỡ sai. Và cái cách ghép mặt trận đơn vị vô biến đổi cũng được, phương pháp cao dục đăng đó cũng được. Tùy các anh chị, theo đây thì chỉ là một cách giải. C22 bỏ dùng 2 bỏ cột 2 đi, còn 4 phần tử ở 4 góc đó. 1 trừ 3 1 trừ 4. Trừ 4 cộng 3 là trừ 1. C23 trừ. Bỏ dùng 2 bỏ cột 3 đi, còn 1 3 1 5. 5 trừ 3 là 2, có dấu trừ là trừ 2. C31 bỏ dùng 3 bỏ cục 1 đi. Bỏ dùng 3 bỏ cục 1 đi. Còn 3 trừ 3 trừ 3 2. 3 trừ 3 trừ 3 2. 6 6 trừ đi 9 là trừ 3. C32 trừ định thức của. Bỏ dòng 3 bỏ cục 2, còn 1 trừ 3 không 2. C32 bỏ dòng 3 bỏ cục 2 thì 1 trừ 3 không 2. Như vậy bằng 1 nhân 2 trừ đi 0, có dấu trừ bên ngoài là trừ 2. C33 bỏ dòng 3 bỏ cục 3 đi, còn 1 3. Bỏ dùng 3 bỏ cục 3, 1 3 0 trừ 3. Như vậy là trừ 3. Vậy mặt trận C là mặt trận gồm các phân bổ đại số C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33.
11 là 2, 12 là 2, 13 là 3, 21 là trừ 3. Là trừ 1, 23 là trừ 2, 31 là trừ 3, 32 là trừ 2, 33 là trừ 3. Từ đây các anh chị suy ra mặt bằng C chuyển vị. Dòng thứ nhất dựng lên thành cột thứ nhất 2, 2, 3. Dòng 2 dựng lên thành cột 2 trừ 3, trừ 1, trừ 2. Dòng 3 dựng lên thành cột thứ 3 trừ 3, trừ 2, trừ 3. Vậy mặt thằng Q bằng là mặt trận chuyển cơ sở từ C sang B bằng nghịch đảo của mặt trận P bằng 1 chia định thức của P nhân với mặt trận C chuyển vị. 1 chia cho định thức của P là trừ 1 nhân với mặt trận C chuyển vị 2 trừ 3 trừ 3 2 trừ 1 trừ 2 3 trừ 2 trừ 3 bằng. Vậy mình đổi dấu thôi, trừ 2 3 3 trừ 2 1 2 trừ 3 2 3. Đây là ma trận Q nha. Trừ 2 3 3 trừ 2 1 2 rồi trừ 3 2 3 rồi. Đây là mặt trận Q. Rồi là xong câu 3A các anh chị ha. Xong câu 3A. Câu 3B. Cho beta là beta 3 trừ 1 4 và beta gamma có tọa độ của beta gamma trong cơ sở C bằng trừ 4 2 trừ số này không biết trừ 3 hay trừ 5 trừ 5 tính vector gamma và tọa độ của vector beta đối với cơ sở C. Rồi ý thứ nhất nè, các anh chị có tọa độ của vector gamma đối với cơ sở C là bằng trừ 4 2 trừ 5 mà cơ sở C thì các anh chị chú ý rằng là gồm có 3 vector x1, x2, x3 đó. Cho nên theo định nghĩa tọa độ đó, điều này có nghĩa là vector gamma bằng trừ 4 nhân với x1 cộng 2 nhân với x2 trừ 5 nhân với x3. Như vậy có nghĩa là trừ 4 nhân với 101 cộng 2 nhân với 3 trừ 3 5 trừ 5 nhân với trừ 3 2 trừ 4. Là việc đáp số thôi. Trừ 4 cộng 6 là 2,
2 cộng với 15 là 17. Trừ 4 nhân 0 là 0. 2 nhân trừ 3 là trừ 6. Trừ 6 trừ 10 là trừ 16. Trừ 4 nhân 1 là trừ 4. Trừ 4 cộng 10. Trừ 4 cộng 10 là 6. 6 cộng 20 là 26. Như vậy cái tọa độ của vector gamma là 17 trừ 16 hay 6. Rồi. Ý thứ nhì. Tìm tọa độ của vector beta đối với cơ sở xe thì có nhiều cách làm, ha. Nhưng mà một cách mình dùng cái kết quả phía trên như thế này. Beta beta là bằng 3 trừ 1 4. Như vậy từ đây suy ra tọa độ của vector beta đối với cơ sở chính tắc B. Dùng vector đó lên thành cột theo ha, 3 trừ 1 4. Rồi mặt khác chúng ta có tọa độ của vector beta đối với cơ sở C bằng 3 trận chuyển cơ sở từ C sang B nhân với tọa độ của vector beta đối với cơ sở B. Mà ma trận chuyển cơ sở từ C sang B đó chính là ma trận Q lúc nãy. Vì đâu này? C sang B chính là Q nè. Thế vâng. Trừ 2, 3, 3. Trừ 2, 1, 2. Trừ 3, 2, 3. Nhân với tọa độ của vector beta đối với cơ sở chính tắc 3, trừ 1, 4. Dòng thứ nhất nhân với cột nè. Trừ 6. Trừ 3 là trừ 9. Trừ 9 cộng 12 là 3. Trừ 6, trừ 3 là trừ 9 cộng 12 là 3. Dòng 2 nhân với cột này. Trừ 6, trừ 1 bằng trừ 7 cộng 8 là 1. Trừ 9, trừ 2 là trừ 11 cộng 12 là 1. Như vậy là đó là đáp số. À, như vậy chúng ta đã được 3 bài. Ta qua bài cuối. Câu số 4 về ánh sáng tuyến tính. Tự nhiên đánh dấu chị không biết. Câu 4, 3 điểm rưỡi. Chú ý là đây chỉ là một lời giải đề thi thôi. Còn về cách trình bày, dĩ nhiên viết như thế này thì tương đối rõ ràng là đó. Nhưng mà tùy thầy cô ở lớp của các anh chị yêu cầu viết như thế nào nữa thì nên viết đúng cái yêu cầu của thầy cô ở lớp giảng ha. Đây chỉ là một cái lời giải tham khảo. Ánh xạ tuyến tính F đi từ R4 vào R3. F của XYZT bằng 3x trừ 2y cộng 3z
cộng t trừ x cộng 2y trừ 2z cộng 3t 2x trừ 3y cộng 3z trừ t. Câu A, tìm một cơ sở cho KF để xác định nhanh không gian im F. Tìm một cơ sở cho không gian nhân của ánh sáng tuyến tính F. Rồi, chúng ta biết rằng vector x xyzt thuộc KF khi và chỉ khi ảnh của vector x qua ánh sáng tuyến tính F bằng vector 0 trong không gian R3, nghĩa là 0,0,0 đó. Đó nè. Điều này nghĩa là thành phần thứ nhất 3x trừ 2y cộng 3z cộng t bằng 0. Thành phần thứ nhì cũng bằng 0, thành phần thứ ba cũng bằng 0, thành phần thứ nhì là trừ x cộng 2y trừ 2z cộng 3t bằng 0. Rồi 2x trừ 3y cộng 3z trừ t bằng 0. Nè. Giờ đi giải hệ nè. Giải hệ thuần nhất chúng ta lấy cái mặt trận hệ số thôi. Hệ số x, y, z, t lần lượt là 3, trừ 2, 3, 1, trừ 1, 2, trừ 2, 3, 2, trừ 3, 3, trừ 1. Giờ đưa ma trận này vào bậc thang. Giữ phần tử đầu khác không? Biến đổi hai phần tử này về số 0, nhưng mà có vẻ chưa đẹp lắm, mình đổi chỗ hai vị trí này đi. Đổi chỗ ha. Dòng 1 khoáng vị với dòng 2. Trừ 1, 2, trừ 2, 3. Dòng 1 đưa xuống dòng 2, 3, trừ 2, 3, 1. 2, trừ 3, 3, trừ 1. Tận dụng chỗ này luôn ha. Và biến đổi cột thứ nhất chừa hai phần tử đầu khác không, biến đổi hai vị trí này trở thành số 0. Các anh chị lấy dòng 2 cộng 3 dòng 1, rồi dòng 3 cộng 2 dòng 1, trừ 1, 2, trừ 2, 3. Dòng 2 cộng 3 dòng 1 được 0, 3 cộng trừ 3 là 0, trừ 2 cộng 6 là 4, 3 cộng trừ 6 là trừ 3, 1 cộng 9 là 10. Dòng 3 cộng 2 dòng 1, 0, trừ 3 cộng 4 là 1, 3 cộng với trừ 4 là trừ 1, rồi trừ 1 cộng với 6 là 5. Và cái vị trí này số 4 ở đây số 4 nó chưa đẹp, mình đổi chỗ đi. Trừ 1, 2, trừ 2, 3. Mình hoán vị dòng 2 với dòng 3 đi. 0, 1, trừ 1, 5 đẹp hơn. Dòng 2 đưa xuống dòng 3, 0, 4, trừ 3, 10.
Rồi, và tiếp theo chúng ta chừa hai phần tử đầu khác không, biến đổi vị trí này trở thành số 0. Chúng ta thấy lấy dòng 3 trừ 4 dòng 2. Hai dòng đầu các anh chị viết lại ha. Trừ 1, 2, trừ 2, 3. 0, 1, trừ 1, 5. Dòng 3 trừ 4 dòng 2, 0, 0. Dòng 3 trừ 4 dòng 2 trừ 3 cộng 4 là 1. 10 trừ đi 4 nhân 5. 10 trừ 20 là trừ 10. Như vậy đây là mặt bằng bậc thang. Rồi, hệ 1 tương đương với hệ này chúng ta biết luôn luôn vô số nghiệm. Hệ này nè, có hàng của A bằng 3, bé hơn số ẩn à, trừ x cộng 2y. Dòng thứ nhất á, trừ 2z cộng 3 t bằng 0. Dòng 2 là y trừ 2z cộng với 5t bằng 0. Dòng 3 là z trừ 10t bằng 0. Dạ, từ dưới lên thôi. Z bằng 10t, y bằng 2z trừ 5t, 2z là 20 trừ 5 là 15t. X là bằng 2y trừ 2z cộng 3t, 2y là 30t. 30 trừ 2z là trừ 20 là 10t, cộng 3 là 13t. Y là 30t trừ 2z là trừ 20t là 10t, 10t cộng 3 là 13. Sai. Y trừ Z trừ Z trừ Z. Khôi phục sai. Y bằng Z trừ 5T là 5T thôi. 5T. X là bằng 2Y là 10T trừ 2Z là trừ 20 là trừ 10. Trừ 10 cộng 3 là trừ 7T. Đây. T thuộc R thôi. Vậy KF là tập hợp tất cả những vector x có dạng là trừ 7t, 5t, 10t, 10t. Cái t thuộc R. Và như vậy chúng ta thấy trường hợp này nó đặc biệt ha. X bằng trừ 7t, 5t, 10t, t. Như vậy bằng t nhân với vector trừ 7, 5, 10, 1. Do đó KF là không gian con sinh bởi vector U1
trừ 7, 5, 10, 1. Và nhận cái tập B có một vector U1 đó làm cơ sở luôn, trừ 7, 5, 10, 1. Là một cơ sở của trẻ. Và đồng thời cái số chiều của không gian con này bằng 1, chính là số vectơ trong cơ sở mà các anh chị thấy ở đây có một vectơ. Rồi. Vậy chúng ta đã tìm một cơ sở cho cái F nè. Rồi để xác định nhanh, tức là từ đó xác định nhanh cái không gian im F. Xác định nhanh là mình làm sao? Thì chúng ta biết rằng là số chiều của KF cộng với số chiều của IMF không gian ảnh đó, thì bằng số chiều của không gian nguồn. Không gian nguồn ở đây là không gian R4 bằng 4. Mà chúng ta biết rằng là điểm của KF thì nó bằng 1, phải không? Tương đương với điểm của IMF sẽ bằng 4 trừ đi số chiều của không gian nhân của F. Như vậy 4 trừ 1 là bằng 3. Và chúng ta để ý là bằng luôn cái số chiều của không gian ảnh là R3. Từ đó kéo theo là IMF chính là bằng R3 luôn. Đó, xác định nhanh là vậy đó. Được ha. IMF bằng điểm R3. Và dĩ nhiên là ngoài ra chúng ta biết rằng là không gian IMF á là không gian con của R3 nè. Ha. Từ hai điều này mình suy ra. Câu B. R4 có cơ sở chính tắc D. 4 có D. E1 là 1 0 0 0. Mẫu mặt đơn. E2 bằng 0 1 0 0. E3 0 0 1 0. Cơ sở chính tắc. E4 0 0 0 1. Đó là không gian R4. R3 có cơ sở chính tắc B và cơ sở C trong câu 3. R3 có cơ sở chính tắc B. E1 là 100. E2 là 010. E3 là 001. Rồi cơ sở C. Câu 3 viết lại nha. X1 là 101. X2 là 3 trừ 3 5. X3 là trừ 3 2 trừ 4. Rồi.
viết ma trận của ánh sạch tuyến tính áp đối với cặp cơ sở DB. Rồi từ đó rồi tính ma trận của ánh sạch tuyến tính áp đối với cặp cơ sở DC. Ý thứ nhất, thì ma trận của ánh sạch tuyến tính áp đối với cặp cơ sở DB. Thì theo định nghĩa, cột thứ nhất của ma trận này chính là tọa độ của vectơ FE1 đối với cơ sở chính tắc B. Cột thứ hai là tọa độ FE2 đối với cơ sở chính tắc B. Cột thứ ba chính là tọa độ của FE3 đối với cơ sở chính tắc B. Cột thứ tư là tọa độ FE4 đối với cơ sở chính tắc B. Đây mình đặt tên phải đi ha, phân biệt với cái E1, E2, E3. Rồi. Giờ các anh chị có nè. F của E1 tức là F của 1 0 0 0. Nó gọn là thay thay x bằng 1 các mà. Thay x bằng 1. Lấy thay x bằng 1, còn y, z, t đều thay bằng 0 cả. Như vậy các anh chị thấy rằng là hệ số của x đó thôi, 3 trừ 1, 2. 3 trừ 1, 2. Cho nên suy ra tọa độ của vectơ FE1 đối với cơ sở chính tắc B, để dựng cái vectơ này lên thành cột thôi, 3 trừ 1, 2. Tương tự vậy ha. Tương tự F của E2 nghĩa là F của 0 1 0 0 thay y bởi số 1, còn các biến còn lại thay bởi số 0. Như vậy chúng ta được trừ 2 2 trừ 3. Như vậy kéo theo tọa độ của vectơ FE2 đối với cơ sở chính tắc B, trừ 2, 2 trừ 3. F của E3, F của 0, 0, 1, 0 nghĩa là thay Z bởi số 1, còn các cái biến còn lại thay bởi số 0. Hệ số của Z là 3 trừ 2, 3. Suy ra tọa độ của vectơ F E3 đối với cơ sở chính tắc B trong không gian R3 dựng lên thành cột, 3 trừ 2, 3. Và cuối cùng FE4, F của 0, 0, 0, 1
nghĩa là thay t bởi số 1, còn các cái biến còn lại thay bởi số 0. Hệ số của t là 1 3 trừ 1. Suy ra tọa độ của vectơ FE3E4 đối với cơ sở chính tắc B của không gian R3 dựng lên thành cột là 1 3 trừ 1. Rồi, ta kết luận vậy. Ma trận quanh sở tuyến tính F đối với cặp cơ sở D, B là hai cơ sở chính tắc trong hai không gian tương ứng. Tọa độ FE1 đối với cơ sở chính tắc là 3 trừ 1 2. Cột thứ nhì, tọa độ FE2 là trừ 2 trừ 3 trừ 2 2 trừ 3. Rồi FE3 là 3 trừ 2 3. FE4 là 1 3 trừ 1. Rồi. Đó là đó là ma trận quanh sở tuyến tính F đối với cặp cơ sở chính tắc DB. Tiếp theo nói gì? Rồi tính F DC. Tức là từ đó suy ra đó, ma trận quanh sở tuyến tính F đối với cặp cơ sở D C. Chỗ này thì bắt đầu hơi khó chút rồi. Thì các anh chị chú ý là anh sẽ tuyến tính F đi từ không gian V vào không gian V kép. Không gian V có hai cơ sở BB phẩy. Không gian V kép có hai cơ sở là CC phẩy. Thì chúng ta biết rằng ma trận quanh sở tuyến tính F đối với cặp cơ sở B phẩy C phẩy thì bằng ma trận chuyển cơ sở từ C sang C phẩy nghịch đảo nhân với ma trận của anh sở tuyến tính F đối với cặp cơ sở BC nhân với ma trận chuyển cơ sở từ C B sang B phẩy. À, công thức bắt đầu hơi khó nhớ rồi đó nha. Rồi bây giờ mình áp dụng vô trong bài của mình ở đây. Bài của mình ở đây. Thì bài của mình ở đây các anh chị thấy cái gì? Là F của mình đi từ R4 và R3. Ban đầu cơ sở D và lúc sau cũng là D luôn. Còn lúc đầu là cơ sở chính tắc B, lúc sau là cơ sở C. Thế thì ta có ma trận của ánh sáng tuyến tính F đối với cặp cơ sở lúc sau DB DC xin lỗi DC bằng ma trận chuyển cơ sở của không gian ảnh đó, từ cơ sở đầu sang cơ sở sau nghịch đảo. Cơ sở đầu là
B sang cơ sở sau là C của không gian ảnh nghịch đảo nhân với ma trận quan sát tuyến tính F đối với cặp cơ sở lúc đầu là DB nhân với ma trận chuyển cơ sở từ lúc đầu sang lúc sau của không gian nguồn là D sang D. Rồi bây giờ chúng ta để ý ma trận chuyển cơ sở từ B sang C mà nghịch đảo chính là ma trận chuyển cơ sở từ C sang B. F này thì giữ nguyên. Còn ma trận chuyển cơ sở từ D sang chính nó thì chúng ta biết rằng đó chính là ma trận đơn vị cấp 4. Để ý nha. Rồi, và mặt khác các chị để ý rằng là ma trận chuyển cơ sở từ C sang B đó thì ở câu 3 mình làm rồi, đâu rồi? Ma trận chuyển cơ sở từ C sang B. Chính là ma trận Q á. À, chính là Q. Giờ các anh chị thế vô đi. Ma trận Q -233 -212 -323. Các chị để ý cái tích này là vẫn là cái ma trận F thôi. Trận F đâu. Điểm lại cái ma trận Q -233 -212 -323 đó. Rồi, nhân với ma trận của F đối với cặp cơ sở DB viết lại 3 -231 dòng nhì là -1 2-23 2-3 3-1 Đây, tính kiểm tra cái việc tính toán ha. Dòng 1 nhân với cột 1 -6-3 là -9 cộng 6 bằng -3 dòng 1 nhân cột 2 là 4 cộng 6 là 10 10 trừ 9 là 1 dòng 1 nhân với cột 3 -6 -6 là -12 -12 cộng 9 là -3 dòng 1 nhân cột 4 -2 cộng 9 là 7 7 -3 cộng 4 -3 1 -3 4 nè. Dòng 2 nhân cột 1 -6 -1 bằng -7 cộng 4 là -3 dòng 2 nhân cột 2 4 cộng 2 bằng 6 -6 bằng 0 dòng 2 nhân cột 3 -6 -2 là -8 -8 cộng 6 là -2 dòng 2 nhân cột 4 -2 cộng 3 là 1 1 -2 là -1 dòng 2 là -3 0 -2 -1 dòng 3 nhân cột 1 -9 -2 là -11 -11 cộng 6 -5 dòng 3 nhân cột 2 6 cộng 4 bằng 10 10 trừ 9 là 1 dòng 3 nhân cột 3 -9 -4 là -13 -13 cộng 9 -4 dòng 3 nhân cột 4 -3 cộng 6 là 3 3 -3 bằng 0 này chính là ma trận của ánh sáng tuyến tính F đối với cặp cơ sở DC. Đã.
Câu B như vậy là kết thúc câu C. C là câu tương đối độc lập ha. Cho toán tự tuyến tính G đi từ R3 và R3 thỏa là ma trần của toán tự tuyến tính R trong cơ sở C là 201 trừ 130 1 trừ 2 trừ 1. Chúng ta chú ý lại cơ sở C là 1 là 101. X2 là 3 trừ 3 5. X3 là trừ 3 2 4 trừ 4. 3 trừ 3 5 1 0 1 trừ 3 2 trừ 4. Đây. Ý thứ nhất của câu C là tính ma trần của toán tử tuyến tính G trong cơ sở chính tắc B. Thì chúng ta để ý là với F là toán tự tuyến tính đi từ V vào V. Cơ sở đầu là B, cơ sở sau là B', cũng vậy luôn. B, B'. Thì chúng ta biết rằng là ma trần của F đối với cơ sở lúc sau sẽ bằng ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phải nghịch đảo nhân với ma trận của F đối với cơ sở lúc đầu và nhân với B sang B phải. Công thức cũng hơi khó nhớ, ráng học ha. Bởi vậy cho nên ở đây bài của mình thấy R đó đi từ R3 và R3 cơ sở lúc đầu là coi như C đi, cơ sở sau là cơ sở chính tắc B, đầu là C, lúc sau là B. Thì chúng ta thấy là áp dụng cái công thức vừa rồi thì ma trận của R đối với cơ sở chính tắc B sẽ bằng ma trận chuyển cơ sở C sang B nghịch đảo nhân với ma trận của R đối với cơ sở C và nhân với ma trận chuyển cơ sở từ C sang B. Như vậy nói cách khác là ma trận chú ý là ma trận chuyển cơ sở từ C sang B nghịch đảo chính là ma trận chuyển cơ sở từ B sang C nhân với ma trận của R đối với C và nhân với C sang B. Ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B sang C chính là ma trận P đầu của bài 3. Nè. B sang C. B sang C chính là ma trận P
13 trừ 3 0 trừ 3 2 1 5 trừ 4 1 3 trừ 3 1 0 trừ 3 2 rồi 1 5 trừ 4 1 5 trừ 4 nhân với ma trận chuyển ma trận của Rê đối với KCC 201 trừ 1 3 0 1 trừ 2 trừ 1 nhân với mặt trận chuyển cơ sở từ C sang B tức là mặt trận Q. Q đâu rồi? Đây. Nhân với mặt trận chuyển cơ sở từ C sang B. Trừ 2, 3, 3 trừ 2, 1, 2 trừ 3, 2, 3 tính toán cũng đuối ha. Một để số tiến tính mười điểm đề này cũng khó nhưng vẫn nè. Tích hai vector đầu trước đi, hai cái mặt trận đầu trước đi, mặt trận là vector 2 trừ 3 là trừ 1, trừ 1 trừ 3 là trừ 4. Không 9 9 cộng 6 là 15, 1 cộng 0 cộng 4 bằng 5. Điểm là 2 trừ 3 là trừ 1, trừ 1 trừ 3 là trừ 4, 0, 9 cộng 6 là 15, 1 cộng 0 cộng 3 là 4. Dùng 2 nhân cục 1 0 3 3 cộng 2 bằng 5. 0 trừ 9 trừ 9 trừ 4 là trừ 13. 0 cộng 0 trừ 2. Dùng 3 nhân cục 1 2 trừ 3 là 2 trừ 5 là trừ 3, trừ 3 trừ 4 là trừ 7. Dòng 1 nhân cục 2 0 15, 15 cộng với 8 là 23. Dòng 1 nhân cục 3, dòng 3 nhân với cục 3 1 cộng 0 cộng 4 bằng 5. Nhân với cái mặt trận cuối viết lại trừ 2, 3, 3 trừ 2, 1, 2 trừ 3, 2, 3 8 trừ 30 8 trừ 30 là trừ 22 trừ 22 viết trừ 12 trừ 3, 4. Dòng 1 nhân cục 2 trừ 12 cộng 15 là 3, 3 cộng 8 là 11. Dòng 1 nhân cục 3 trừ 12 cộng 30 là 18, 18 cộng 12 là 30. Dòng 2 nhân cục 1 trừ 10 cộng 26 là 16, 16 cộng 6 là 22. Dòng 2 nhân cục 2 15 trừ 13 là 2, 2 trừ 4 là trừ 2. Dòng 2 nhân cục 3 15
15 trừ 26, 15 trừ 26 là trừ 11, trừ 11 và trừ 6 là trừ 17. Dùng 3 nhân cục 1, 14, 14 mà trừ đi 46, 14 trừ 46, 46 trừ 14 là trừ 32, trừ 32 với trừ 15 là trừ 47. Số lẻ quá, nhân lại. 14 trừ 46, 46 trừ 14 là trừ 32, trừ 32 với trừ 15, trừ 47, đúng rồi. Dòng 3 nhân cục 2, trừ 21 cộng 23 là 2, 2 cộng 10 là 12. Và dòng 3 nhân cục 3, trừ 21 cộng 46, 46 trừ 21 là 25, 25 cộng với 15 là 40. Rồi, đó là ý thứ nhất của câu C. Ý thứ hai của câu C là suy ra biểu thức của G. Suy ra biểu thức của R. Bây giờ với vectơ U là tọa độ x, y, z R3, thì tọa độ vectơ U đối với cơ sở chính tắc x, y, z B là cơ sở chính tắc của R3, ta lại có chỗ này thì các anh chị để ý về mặt lý thuyết nè. Toán tử tuyến tính F đi từ không gian V vào không gian V có cơ sở B ha. Thì chúng ta để ý là tọa độ của vector FU đối với cơ sở B bằng ma trận của F đối với cơ sở B nhân với tọa độ của U đối với B. Ở đây là một cái hệ quả, một cái môn học về số tuyến tính. Vậy cho nên ta có tọa độ của vector RU đối với B thì bằng ma trận của R đối với cơ sở B nhân với tọa độ của U đối với B. Ma trận có rồi, tính toán ở trên sai một toán là bán trâu luôn á, trừ 3, 4 trâu đâu không biết, nhưng mà đã phải đóng học phí học lại 30, 22 trừ 2 trừ 17 trừ 47 12 40 nhân với x, y, z bằng dòng thứ nhất nhân với cột này trừ 34x cộng 11y cộng 30z. Dòng thứ hai nhân với cột này 22x trừ 2y trừ 17z. Rồi 47 trừ 47x cộng 12y cộng 40z. Mà có khi tọa độ của vector RU đối với cơ sở chính tắc thì suy ra, từ đó suy ra
rê của u, lấy từng thành phần đó thôi, trừ 34, đó là tính chất của cơ sở chính tắc mà, trừ 34x cộng 11y cộng 30z, thành phần thứ nhì là 22x trừ 2y trừ 17z, rồi trừ 47x cộng 12y cộng 40z. Đó là biểu thức của rê cần tìm. À, và đến đây thì cũng kết thúc luôn cái đề thi đại số tuyến tính năm 2017-2018. Chào các anh chị ha.